Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cách vẽ nhân vật phi hành đoàn trong trò chơi rất nổi tiếng Among Us nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ mắt kính của bộ đồ bay. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ phần thân. Rất là đơn giản. Chúng ta vẽ chân, tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái ba lô phía sau. Sau khi vẽ phác họa xong, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lại. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tô màu. Nhân vật phi hành đoàn này của chúng ta sẽ có màu đỏ, trong khi mắt kính thì có màu xanh như thế này. Rất là đơn giản phải không các bạn? Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau làm quen với cách vẽ nhân vật phi hành đoàn trong trò chơi Among Us. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.